Chào các bạn nha. Thì theo yêu cầu của bà con cô bác ở xóm nè các bạn, là họ rất là thích món xôi. Đây, giờ hôm nay mình có cái mâm xôi cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Đó, giờ mở ra cho các bạn xem nha. Mâm xôi này là xôi đậu đen. Đó, mình có nguyên một mâm luôn, rất là ngon. Xôi này cái nếp mà các bạn làm từ nếp hang nè, rồi thêm đậu đen, rồi nước cốt dừa nữa. Nấu xôi này cũng hơi lâu tại vì cái đậu đen nó cứng đó các bạn. Thì các bạn phải ngâm và có bí quyết để nấu cái món xôi này dẻo và ngon như thế này. Ăn kèm với xôi thì mình có thêm đường nè, rồi đậu phộng, rồi một ít dừa non nữa, béo béo ngon lắm. Rồi cắn trúng hạt đậu thì bùi bùi, ngon lắm các bạn ơi. Đây, mấy người ở đằng kia nãy giờ đợi mình bán đó, chờ mình mua thôi à. Ôi, bà Bảy ơi, Bảy ơi, mua xôi chưa? Mua xôi nha. Sáng giờ họ nhịn ăn chờ mình để mua xôi đó các bạn. Họ rất là yêu thích cái món xôi này, tại vì ăn rất là ngon và chắc bụng nữa. Mình bà Bảy mua xôi không? Con để ở đâu vậy? Dạ, 2 gói nha. Bà Bảy không lên đây được hả? Em ngủ rồi hả? Con có cái gì để con để lên không ta? Cà thơ qua. Xôi này ngon lắm bà Bảy ơi, Bảy ăn thử lần nha. Bà Bảy mua 2 gói 5.000 luôn hả? Nhìn xôi là thấy thèm rồi đó. Kêu cẩm quá. Mua hả? Kêu về mua không? Tiền 5.000 chứ. Cho con 5.000 chứ. Đây mình gắt một ít đường với lại đậu phộng lên nè các bạn. Gắt lên. Xong một ít dừa non. Để phía trên. Ôi. Nhìn gói xôi là thấy thèm liền luôn á. Thèm không? Chạy đút miếng nãy giờ nè. Chạy đút miếng hả chứ. Đây một gói. Đưa cho bà Bảy giùm. Ăn gói xôi này là no luôn á, mà chắc bụng nữa. Bởi vì thường ở quê mình rất là thích ăn xôi các bạn ơi. Mình cũng thích ăn xôi nữa. Mới chắc hả? Hai giác kia nó để cho bọc đi, cho em sách vô. Là giác đó là còn 2 giác nữa phải không? Anh lấy giác mấy ngàn vậy? 5.000 không á. Rồi 5.000 đi cho nó bự, ăn cho nó lâu. Ừ. Em nấu à? Dạ. Đây. Dừa non nữa. Có đâu, có 5.000 nè. Rồi tại lá chuối nó còn non nên thông cảm. Thông cảm để bọc cho ông Bảy đi, cái để chồng lên nữa. Đơn thái thì cầm lên. Rồi có bọc luôn. Rồi. Một xíu. Cho người ta 5.000 tôi đi mua thôi. Rồi có xôi liền, đợi xíu. Ừ, qua đây. Ôi bọc này có hơi nhỏ quá không ta? Vậy. Ôi. Được không vậy? Rồi. Rồi rồi làm thử gói nó đi. Bọc này nó hơi nhỏ bé ơi. Có đổ ngoài đổ. Đây, đây. Còn nữa gói nữa. Gói nữa ha. Rồi có liền. Cái bọc nó bự hơn nên chồng lại cái bọc đó đi. Dễ hơn á. Rồi thêm gói nữa. Đây không. Đây. Chị đã mua gói luôn hả? Rồi đợi xíu đi. Khúc này đang lu bu. Đang gắt xôi lu bu. Trời ơi bán đắt quá các bạn ơi, gung tay luôn. Hình gói đó. Đủ 20.000 đó. Xôi này mình để lại chiều ăn cũng được, nó không sao, nhưng mà mình bỏ cái dừa ra. Gắt tiền. Đây, gói 5.000. Em đi mua xôi. Rồi gói xôi đang cô ăn liền thấy vậy. Rồi một gói nữa đây à. Có liền. Cái lá này nó không có quắn được, nó còn ướt quá tại vì gấp bán quá. Rồi một gói nữa. Dạ rồi một gói nữa. Ôi. Không bỏ thêm gói nữa vô đây luôn. Thịnh ăn hả?
Ờ à, rồi. Có liền. Ủa gì nãy giờ anh chưa có gói nào chứ hả? Trời ơi. Bây giờ bà Bảy không hả? Ủa bà Bảy mua nhiều vậy bà Bảy? 4 người hả? Nãy giờ có bà Bảy không à? Cảm ơn bà Bảy nghe. Đó kìa, nó cầm 5 ngàn đó chứ chưa. Rồi đợi xíu, đợi xíu. Không biết mua sổ luôn hả? Anh ăn thử nghe coi xôi ngon không nha. Đây. Đây. Rồi, có liền. Xôi, bà Hai ơi. Rồi cho cô Thịnh kìa. Nhường luôn hả? Đây nè, Thịnh lấy giùm chị nha, chị không có quấn lại được. Rồi, giờ chờ đây ăn nha. Rồi, cảm ơn nha. Được 20 ngàn đầu tiên các bạn ơi, 4 gói. Rồi. Ừ, còn cái cầm 5 ngàn nữa nè. Rồi, còn ai nữa không? Còn anh nữa đúng không? Trời ơi, vì nãy giờ anh chưa có luôn đó hả? Mình ăn sao cho nó thèm đã đi rồi ăn. Vậy là cho họ ăn trước đi ha, họ thèm. Mình ăn sao? Ừ, hả? Ăn xôi hả? Phải không? Rồi, có liền, có xôi liền, đây. Nóng hỏi gì ăn. Biết ông đâu mà mơ chả. Xíu dừa lên. Rồi. Còn bà cho thấy ăn cả. Đây, để cho gói xôi. Chị lấy gói nữa hả chị? Trời ơi. Trời ơi anh ơi, em mới bán rồi được có 4 gói có 20 ngàn thôi, giấy 50 ngàn không có tiền thôi. Rồi, đây, đây. Khổ cực không? Dạ rồi, cảm ơn. Bây giờ mình đi về ăn xôi nha. Rồi. Thôi mình cũng đi về ăn xôi luôn. Mình đi về ăn xôi nha. Xôi nha, xôi ngon lắm. Về xôi nha. Mấy giờ ra mà bà con mở hàng đắt quá các bạn ơi. Nãy giờ ngồi ở đây lâu lắm rồi mà chưa đi đâu được luôn á. Họ phái quá trời cái món xôi này rồi. Mỗi bữa mình bán ở đây mấy món kia thì không có đắt bằng. Nhưng mà bán xôi thì rất là đắt. Bà Hiền một gói nữa nè. Rồi một gói nữa hả? Ừ một gói nữa. Nè bỏ tiền vô đây đi. Anh đường nhiều kêu cảm ra đường nhiều luôn thôi. Dạ rồi. Chị dạ rồi cảm ơn. Ai ăn đường nhiều thì nói nha. Của bà Hiền nha. Bà Hai mua xôi không bà Hai? Ngon rồi Thái ơi. Gói 5 ngàn á. Xôi này ngon lắm đó nha. Bà Hai không ăn là tiếc lắm á. Dùm cho bà ba mày ơi, bà té xì cà que rồi. Ờ à. Bà già đặng á. Vậy đó hả bà Hai? Trời cho chú. Bà già đẹp hả? Ừ. Lần trước con bán đắt quá trời luôn. Trời cho chú hả? Trời cho chú qua ngày đi được à. Giấc sáng các bạn thì bà con họ tụ lại đầm quán, họ ngồi uống cà phê với nhau rồi họ mua xôi mình luôn. Rồi năm ơi qua lấy giùm con. Xôi ngon không? Bà Hai mua thêm một gói đi đúng không? Rồi có liền. Lần trước con bán xôi gắt á, trời ơi người ta đi tới đâu cũng hỏi con chân. Đầu đen. Đây. Chú Ninh ăn xôi không? Nôi hả? Sáng cháo hai bánh mì. Trời ơi, tôi cháo hai bánh mì luôn. Quá dữ. Ăn ít quá. Dữ không? Này bà Hai. Lá nó còn ngon, bà Hai có lấy bọc không? Không. Phải bọc ha. Rồi, cảm ơn bà Hai nhiều. Ôi, ngồi ở đây mà mỗi giờ cung giờ ê đích luôn á các bạn, giờ mới được đi nè. Ôi, bán đắt quá. Cảm ơn mọi người nha. Giờ đi thôi. Đi được rồi. Mình cần phải có cái khăn đậy lại á các bạn. Để không thôi ruồi nó bu vào mâm xôi của mình. Rồi, đi thôi các bạn ơi, được đi rồi. Nãy giờ ngồi chỗ buồn lắm á. Đi. Xôi đây. Xôi đậu đen không bà Hai ơi? Bà Hai sáng ăn bụng
Ăn một gói rồi hả? Trời ơi, sao đâu đen con bà hai ăn là bà hai ghiền đó nghe. Không, ăn ít thôi. Xôi đậu đen đây. Hôm nay mình ưu tiên bán xôi ở xóm mình nha các bạn. Tại vì ở vòng vòng xóm nè, bà con rất là thích xôi. Đi dài dài lên. Xôi chú ơi, 5.000 một gói ngon lắm chú ơi. Nè, chú tưởng bánh bò hả? Đội lên nhìn giống bánh bò hả chú? Chú ăn thử đi, xôi này ngon lắm. Ngon thiệt. Nãy giờ con bán đắt lắm luôn á. Chú đi đâu vậy? Đi bằng sấy. À, bằng là sấy hả? Cả đêm luôn hả chú? Ngày rồi ban đêm luôn hả? Đêm cũng bằng hết, có lúa mà không có lúa nghỉ. Dạ. Sấy lúa. Cái gói 5.000 ha. Rồi đợi con xíu. Đây có đường với đậu phộng luôn, gắt lên cho nó thơm. Dừa. Rồi. Bác Hai, bác Hai, hai gói xôi hả bác Hai? Gói 3.000. Rồi, trời ơi, chú mày hàng đắt quá. Thôi, ăn nhiêu à, tại ăn nhiêu được rồi. Tôi mua gói 6.000. Chú ấy bọc qua giùm con nha. Bỏ giờ. Rồi, cảm ơn chú nha. Bác Hai lấy gói 3.000. Dạ rồi, có liền. Duy mua xôi không? Xôi này bác Hai ăn á là không sợ á, chắc bụng luôn á. Nếp hàng ngon lắm bác Hai. Bác Hai đi đâu về vậy? Đi mua đồ con ơi. Cháo. À, bác Hai mua cháo hả? Mua cháo rồi về đây gặp xôi mua xôi luôn. Mua xôi luôn. Cảm bán xôi ngon quá, mua luôn. Mua luôn. Bác Hai để chưa ăn cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Có tủ lạnh có 2 tháng tí chứ. Rồi, gói 3.000. Đây, bác Hai. Đây bác Hai banh ra cho. Dạ. Hai. Rồi, một gói. Thêm gói nữa hả bác Hai? Thêm gói nữa con. Dạ rồi, có liền. Bác Hai chặn bằng cái lá này đi, nó không bị dính lại á. Nó hay con hay chưa? Cái này gió mát hả bác Hai? Như là gió bắc vậy. Ừ. Gió này có dông chiều là dông mưa rồi. Dạ. Còn gì vậy, con phải tranh thủ đi bán xôi mới được. Đêm hôi trời mưa. Nào Duy có đi học không bác Hai? Thôi Duy hả? Dạ. Hình là nó có đi học, bữa nay thứ mấy không biết quên rồi. Nó có bữa nào nó nghỉ. Cô cháu đi chợ hả? Rồi. Dạ. Tính cô cháu đi chợ hả? Dạ, tụi con đi chợ. Ừ. Rồi. Để bác Hai hỏi nó coi chiều đi ha. Vừa lên. Mỹ Duyên con mua gói mấy ngàn đây? Bán chị cả mấy ngàn. Hả? Chị gặm bán 3.000, 5.000. Đây, cho bác Hai một gói nữa. 3.000 đúng không? Rồi có liền. Rồi cảm ơn bác Hai nha. Rồi con mua 3.000. Ủa chưa sáng giờ chưa sáng sao? Chưa bà sáng bác không có bán gì. Ờ à, vậy đó hả? Rồi tới giờ còn nhịn đói. Lỡ mà chị gặm không bán thì sao? Chạy lên chợ lần hả? Xa quá ha. Trời ơi, vậy là nay có xôi đến từng nhà các bạn ơi, bà con không sợ đói. Mà xôi ngon nữa nên mọi người thích á. 3.000. Có liền. Xôi này mà đem lên trên khúc nhà bà Chính chẳng là đắt lắm á. Bà hảo xôi lắm. Rồi đây. Chị hết thương lại 7.000. Đây 7.000 của cưng. Cảm ơn nhiều nha. Ôi, đi một khúc thôi các bạn ơi, mà bán gần hết nửa mâm xôi rồi. Giờ mời các bạn cùng đi tiếp với mình lên nhà dài trên nha. Hả? Con mua xôi hả? Rồi 3.000 hả? Có liền. Ủa ở đâu đây đây? Lá chuối hả? Mình dội cắt quá. Nó gãy hết chưa?
3.000 đúng không? Dạ. Đi đâu vậy? Đi chơi. Chơi nữa đó hả? Không về nhà phụ mẹ chăn vịt đi. Dạ đi vậy. Rồi, đợi chị xíu quay qua đây. Chưa ăn sáng hả? Ăn thử xôi này đi, ngon lắm á, béo nữa. Nhờ cái dừa non này nè, ăn là ghiền đó nghe. Đây, chị cảm gửi cho gói xôi. Đây, rồi, cảm ơn nha, dắt dắt lại. Rồi, đi tiếp thôi các bạn ơi, nãy giờ quên mời các bạn ăn xôi. Mời các bạn dùng với mình một gói xôi nha, rất là ngon luôn. Đi tiếp thôi. Ai sơ đậu đen đây? Xôi ngon đây cô ơi. Xôi đây. Xôi không ông Út ơi? Ăn bánh mì vậy hả? Dạ. Trễ quá rồi hả? Chắc này còn sớm mà ông Út. Ở quê mình đó các bạn, bà con họ thức là lúc 5 giờ đó. Lúc quê thì gà vừa mới gáy thôi. Còn ăn sáng thì chắc 5 giờ mấy 6 giờ là họ ăn bớt rồi. Chỉ còn lại mấy cô chú nào mà ở nhà đó, buôn bán ở nhà hoặc là ở nhà làm nội trợ thì mới mua xôi được của mình thôi à. Tại vì mình đi bán cũng hơi trễ xíu. Xôi đây. Xôi ông chín ơi. Xôi này ngon lắm á, xôi đậu đen, nếp than, ngon lắm nha. Ông chín ăn gói hả? Rồi, đợi con xíu. Nghe quảng cáo không cưỡng lại được, các bạn ơi, ông chín phải mua gói mới được. Chín ơi! Nay có xôi nè! Xôi, nay có xôi bà Út ơi, món bà hết nè. Đây, mình bán gói 5.000 cho ông chín. Đây, cho các bạn xem nha. Đây, không có thêm miếng nào nữa đâu nha. Nhiều thôi à. Giờ mình gắt lên trên nhìn gói xôi cho nó thấy thèm á các bạn. Rất là ngon luôn. Ông chín ơi, xôi của ông nè. Hả? Thấy chưa, người ta quảng cáo ngon quá mà. Nãy ta mời ông ăn đâu. Con ghé đây đó nha. Đây, rồi một gói nha. 5.000 hả chú? Thiệt, ăn xôi này đi ngon lắm á. Lần trước con bán á, đắt lắm. Cái này gọi xôi gì? Dạ, xôi đậu đen. Ông chín chạy xe hả? Chạy xe đầu à? Bài thua về lỡ cũng cái đó thua. Hết dừa các bạn ơi, mình lấy gói này bao nhiêu rồi một lát mình lấy dừa thêm. Chú. Ngon không? Ngon, ăn thử đi. Lát kiếm nữa nha. Đi đây. Đi qua bên đây. Xôi đây. Mua xôi không? Cũng mua xôi không? Dạ. Dạ xôi hả? Rồi, đợi xíu mà chín rồi. Mẹ. Mẹ ơi. Mua mẹ. Mua không?
Dạ rồi, có liền, để xíu mình bỏ cái đậu phộng với cái đường nha các bạn ơi. Đường xôi không? Đường. Có bán xôi luôn, trời ơi, tôi bán xôi nè. Mua xôi đi. Rồi bên đây là mình để dừa non vô. Rồi lấy gói bao nhiêu vậy chị? Có 3 ngàn 2 gói. Dạ rồi có liền. Trộn lên. Giờ này mới đi bán hả? Dạ đi bán nãy giờ rồi mà tại khúc dưới bán đắt quá, ngồi hoài không lên được đây. Nè em tính là đi lên tới chợ bán cho mấy này, cô qua bạn. Dạ sắp hết tài, tính lên tới chợ luôn, không biết còn đủ không nữa. Hên xui. Bạn ơi, các bạn có thấy ai bán như mình không, bán mà chờ lên tới chợ mới hết chứ không chờ hết ở dưới đây. Rồi, đợi chị xíu. Gói giùm em nha. Rồi, cảm ơn nha. Thêm gói nữa. Ăn đi. Ngon lắm đó. Ăn đi, ngon lắm á. Hỏi tôi mua xôi mà, sao không ăn vậy? Đi ăn xôi không kìa? Đi xôi không? Dì ăn mua cho nó. Sáng ăn sáng chưa? Mua gói đi nha. Này cô mua 2 gói nè. Mấy gói nữa đi. Gói nữa hả chị? Sáng mày chưa ăn chưa mà. Rồi vậy là 2 gói hả? Rồi xong. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Sắp hết luôn rồi đó. Nhìn có xôi ngon quá à. Mình cũng thấy thèm nữa các bạn ơi. Đi qua bên đây mời tiếp. Chính ơi, mua xôi. Ơi, chín lấy nhiêu? Dạ. Chín ơi, 5 ngàn hả chín? Ôi, lấy một cái lá nữa. Bà chín mà hỏi mua 5 ngàn các bạn ơi, bán tiếp cho bà chín. Hôm nay nhà ở đây có đám giỗ các bạn nên là bà con họ tụ lại rất là vui luôn. Đây. Chính ơi. Kêu mấy gói. Hay mà ăn xôi ông tôi mua luôn cho nè. Ui gớp. Xôi đó ngon quá. Ngon không? Xôi ngon lắm chính ơi. Ồ quá trời ngon, xôi cẩm nè. Đây xôi cẩm nha, Bảo có ăn không? Ăn luôn hả? Nhiều 3 ngàn nha. Giúp 5 ngàn nữa. Trời ơi chị khổ quá Bảo ơi, chị lá không được bự nữa, hết lá nữa. Tư bảy. 3 ngàn ha. Đây rồi. Đây trả 5 ngàn lại cho bà chín, bà chín đưa giấy 20 tiền vậy thôi. Dạ rồi. Rồi gói 5 ngàn nữa đó chồng. Nè mum mum. Rồi. Trả bà chín này 5 ngàn. 5 ngàn nữa ơi. 95 ngàn nữa đúng không? Lan nữa không? Lan không? Ngon, sắp hết rồi đó nha. Nay mình canh lá chuối không đủ rồi các bạn ơi, thiếu lá chuối nữa nè. Hả, mình lấy lá chuối nhỏ gì luôn mà chính thông cảm cho con nha. Nhiều giúp tôi nữa, 5 ngàn luôn, nói này 5 ngàn luôn mà chính mua luôn hết trơn đi. Chính mua hết luôn hả? Đây bữa nay bán cháo rồi hết trơn, có gì ăn cho. Ờ vậy đó hả bà chính? Ôi các bạn ơi, bà chính bữa nay sợp quá sợp luôn rồi, bà ủng hộ mình hết luôn. Nay nhà bà chính đám giỗ hả, đông quá vậy? À đám bằng tầng.
một hộp bánh của bà chín gói đâu, chút nữa mới gói vậy đó hả, chưa có gói hả, thấy trùng rồi gói chút hết còn đó đây còn một gói nữa, hai gói là 13.000 rồi đó, 13.000 rồi đó. Hết luôn đó, 18.000 không? À 18.000 thôi, còn là 72.000 rồi trong. Cho vừa hết luôn. Hết luôn nha. Trời chịu này, không? Lá này người đi tao lá này cẩm ơi. Rồi lấy đi. Cho luôn rồi. Bây giờ cái gì cũng rồi, cho rồi, hết. Rồi. Vậy là hỏi bà chính lại 2.000 đúng không? Đây 2.000 của bà chính. Cảm ơn nhiều luôn. Bởi vì con nói ha, xôi mà các bạn lên nhà bà chín kiếm bà chín là hết sạch. Khỏi còn gói rồi, nào. Hết rồi, cảm ơn Mút nha. Tôi bán nãy giờ. Con đi về luôn. Bye bye, ngon bảo. Rồi, bye bye. Bye bye. Hết rồi, xôi cũng hết luôn chị ơi. Xôi cũng hết luôn. Các bạn ơi, nay mình định đi lên chợ bán cho mấy bà bạn hàng á. Mấy bà bạn hàng dặn mình là bữa nay bán cho cái xôi đậu đen nè. Nhưng mà bữa nay mình không lên được tới đó rồi. Chắc là lát mình lên mua cá là họ đấm mình chết luôn á. Giờ thôi mình đi về thôi. Dù sao cũng bán hết rồi các bạn. Về thôi. Các bạn ơi, bán xôi xong thì điếm này tổng cộng được 92.000. Thì trong đây chắc mình lời khoảng chừng tầm hơn 20.000 thôi các bạn. Không có lời nhiều đâu, nhưng mà cũng đủ lên chợ mua cá rồi. Đây, bây giờ thì mình xin phép các bạn mình đi về nha. Bán hết mâm xôi rất là mừng luôn. Chỉ có buổi sáng thôi đó là mình đã có lời khoảng 20.000 rồi. Rồi mình bán trưa, bán chiều nữa là lời ngày chắc cũng 60.000 đó các bạn. Giờ các bạn theo chân mình đi về nhà nha. Nếu mà các bạn thích video bán xôi này của mình thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye mọi người. Đi về thôi. Còn đường nhiều quá.